Ngày 11 tháng 4, ông Phan Hoàng Vũ, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, 600 người và máy móc của các lực lượng suốt đêm qua và sáng nay vẫn đang khẩn trương chữa cháy rừng tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, đám cháy đã xuất hiện ở khu vực rừng sản xuất của nông trường 402, gây thiệt hại khoảng 40 ha rừng của đơn vị này. Đến chiều tối cùng ngày, đám cháy đã lan sang khu vực rừng sản xuất 100 ha lân cận lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện phối hợp cùng phòng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Cà Mau và lực lượng tại chỗ của địa phương đã huy động hơn 600 người cùng tham gia dập lửa và cắt các cây để tạo đường băng ngăn lửa cháy lan. Dù cố gắng nhưng do khu vực rừng xe chữa cháy lớn vào không được, các kênh rạch khô cạn nước nên gây khó khăn cho việc chữa cháy. Hiện tại, chính quyền địa phương đã triển khai di dời 20 hộ dân sống gần khu vực đám cháy để đảm bảo an toàn. Sau hơn 18 giờ phát hiện đám cháy thì các lực lượng vẫn đang tiếp tục chữa cháy và nguy cơ đám cháy sẽ bùng phát mạnh trở lại khi có gió mạnh.